Chào mừng các em học sinh đến với bộ môn giáo dục công dân, tiết ôn tập kiểm tra học kỳ 1. Nội dung ôn tập gồm có 5 bài. Bài số 1, tôn trọng lẽ phải. Bài số 2, liêm khiết. Bài tích hợp giữa bài 5 và bài 21, pháp luật và kỷ luật. Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và bài số 9, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. Đề kiểm tra học kỳ 1 gồm có 2 phần, phần lý thuyết và phần bài tập. Cấu trúc đề kiểm tra học kỳ 1 là đề tự luận gồm có 5 câu của 5 bài. Gồm có bài 1, bài 2, bài 5, bài 21 và bài số 9. Chúng ta sẽ đi vào phần lý thuyết, bài số 1, tôn trọng lẽ phải. Thế nào là tôn trọng lẽ phải? Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội. Tôn trọng lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn, biết tự điều chỉnh hành vi, suy nghĩ của mình theo hướng tích cực, không chấp nhận và không làm những điều sai trái. Ý nghĩa: tôn trọng lẽ phải giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội, thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển. Bài 2. Liêm khiết. Thế nào là liêm khiết? Liêm khiết là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm với những toan tính nhỏ nhen, ích kỷ. Ý nghĩa: sống liêm khiết sẽ làm cho con người sống thanh thản, sống có trách nhiệm, nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người, xã hội sẽ trong sạch, tốt đẹp hơn. Tích hợp bài 5 và bài 21. Pháp luật là gì? Pháp luật là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. Kỷ luật là những quy định, quy ước của một cộng đồng, một tập thể nhằm đảm bảo sự phối hợp thống nhất và chặt chẽ. Quy định của một tập thể là phải tuân theo quy định của pháp luật, không được trái với pháp luật. Ý nghĩa: giúp mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất hành động, xác định trách nhiệm và quyền lợi của mọi người, tạo điều kiện cho cá nhân và xã hội phát triển theo một hướng chung. Rèn luyện: học sinh cần tự giác thực hiện đúng quy định của nhà trường, cộng đồng, pháp luật của nhà nước. Đặc điểm của pháp luật: A. Tính quy phạm phổ biến. Các quy định của pháp luật là khuôn mẫu, thước đo hành vi của mọi người, những quy tắc xử sự chung mang tính phổ biến. B. Tính xác định chặt chẽ. Điều luật phải rõ ràng, chính xác, chặt chẽ. C. Tính cưỡng chế, mang tính quyền lực nhà nước, mọi người đều phải tuân theo, nếu vi phạm sẽ bị xử lý. Hai nhỏ, bản chất của pháp luật. Pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Pháp luật thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực. 3. Vai trò của pháp luật là công cụ để thực hiện quản lý nhà nước, quản lý xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Là phương tiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Bài số 9. Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. Thế nào là cộng đồng dân cư? Là toàn thể những người sinh sống trong một khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính, có sự liên hệ và hợp tác với nhau để cùng thực hiện lợi ích chung và riêng. 2. Tiêu chuẩn nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh, bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp, xây dựng tình đoàn kết xóm giềng, bài trừ mê tín dị đoan, phòng chống tệ nạn xã hội. 3. Nhỏ ý nghĩa: góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 4. Trách nhiệm của mỗi công dân
là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là trách nhiệm của mỗi công dân tham gia các hoạt động vừa sức ở địa phương. Cô và các em sẽ đi vào phần bài tập. Chúng ta sẽ cùng nhau giải bài số 3 sách giáo khoa trang số 5. Câu hỏi: theo em, hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng lẽ phải? A. Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống, làm việc và học tập. B. Chỉ làm những việc mình thích. C. Phê phán những việc làm sai trái. D. Tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình. D. Gió chiều nào che chiều ấy, cố gắng không làm mất lòng ai. E. Lắng nghe ý kiến của mọi người, nhưng cũng sẵn sàng tranh luận với họ để tìm ra lẽ phải. G. Bực tức và phê phán gay gắt những người không có cùng quan điểm với mình. Đáp án: hành vi A, C, E là hành vi biểu hiện sự tôn trọng lẽ phải. Chúng ta sẽ cùng nhau sửa bài kế tiếp, bài số 2, trang số 5, sách giáo khoa. Nếu người bạn thân của em mắc khuyết điểm, em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây? Vì sao? A. Bỏ qua như không biết đến khuyết điểm đó và vẫn chơi thân với bạn như bình thường. B. Xa lánh không chơi với bạn. C. Chỉ rõ cái sai cho bạn và khuyên bạn, giúp đỡ bạn để lần sau bạn không mắc phải khuyết điểm đó nữa. Đáp án: em chọn phương án C, bởi vì em đã hành động đúng, không bao che, dung túng những thiếu sót của bạn. Đó là em đã giúp đỡ bạn một cách chân tình, thẳng thắn. Là em đã tôn trọng lẽ phải, giúp bạn điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của mình theo hướng tích cực. Cô và các em cùng nhau sửa bài số 1, trang số 4, sách giáo khoa. Câu hỏi: em lựa chọn cách giải quyết nào trong trường hợp sau đây và giải thích vì sao? Trong các cuộc tranh luận với các bạn cùng lớp, em sẽ A. Bảo vệ đến cùng ý kiến của mình, không cần lắng nghe ý kiến của người khác. B. Ý kiến nào được nhiều bạn đồng tình thì theo. C. Lắng nghe ý kiến của bạn, tự phân tích, đánh giá xem ý kiến nào hợp lý nhất thì theo. D. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình. Đáp án: em sẽ chọn C, bởi vì lắng nghe tức là em tôn trọng ý kiến của bạn. Khi lắng nghe ý kiến của bạn, trên cơ sở đó em sẽ phân tích, đánh giá xem ý kiến của bạn đã hợp lý hay chưa hợp lý. Sau đó em mới đưa ra ý kiến của mình. Nếu ý kiến của bạn em đúng, em phải bảo vệ ý kiến đó, tức là em tôn trọng lẽ phải. Nếu ý kiến của bạn em chưa đúng, em phải thuyết phục bạn và mọi người thấy được cái sai để tôn trọng ý kiến đúng. Cô và các em sẽ cùng nhau sửa bài số 1, trang số 8, sách giáo khoa. Câu hỏi: theo em, những hành vi nào sau đây thể hiện tính không liêm khiết, vì sao? Luôn mong muốn làm giàu bằng tài năng và sức lực của mình. Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích. Luôn kiên trì phấn đấu vươn lên để đạt được kết quả cao trong công việc. Sẵn sàng dùng tiền bạc, quà cáp biếu xén nhằm đạt được mục đích của mình. Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Chỉ làm việc gì thấy có lợi. Tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định một việc gì đó. Đáp án: hành vi làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích là hành vi thể hiện tính không liêm khiết, bởi vì việc đó có thể gây thiệt hại cho tập thể hoặc cá nhân hoặc một người nào đó, hoặc là việc làm đó gây một hậu quả xấu. Hành vi sẵn sàng dùng tiền bạc, quà cáp biếu xén nhằm đạt được mục đích của mình là hành vi thể hiện tính không liêm khiết, bởi vì đây là hành vi hối lộ, mua chuộc, làm tổn hại đến danh dự bản thân cũng như của cả người nhận quà. Hành vi chỉ làm việc gì thấy có lợi là hành vi thể hiện tính không liêm khiết, bởi vì chỉ làm việc gì thấy có lợi là một hành vi nhỏ nhen ích kỷ, chỉ vì cái lợi của riêng mình. Sửa bài số 2, trang số 8, sách giáo khoa. Câu hỏi: em tán thành hay không tán thành với những việc làm nào sau đây? Vì sao? A. Bạn Bích đến xin cô giáo nâng điểm môn toán cho mình. B. Sắp có đợt tuyển người vào làm việc ở cơ quan do ông Lâm làm giám đốc. Ai mang quà cáp đến biếu, ông Lâm đều không nhận. C. Cán bộ kiểm lâm vì nghèo đã chặt một số cây,
lấy gỗ để bán. D. Nhân viên phục vụ phòng ở khách sạn nhận được ví tiền của khách để quên, đã mang trả lại cho khách. Đáp án: em không tán thành với tất cả các xử sự ở tình huống A, C, vì chúng đều biểu hiện những khía cạnh khác nhau của sự không liêm khiết. Sửa bài số 5, sách giáo khoa trang 8. Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về tính liêm khiết. Đáp án: cây ngai không sợ chết đứng, đối cho sạch, rách cho thơm. Danh ngôn: cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Bài số 1, sách giáo khoa trang 15. Câu hỏi: có người cho rằng pháp luật chỉ cần với những người không có tính kỷ luật, tự giác, còn đối với những người có ý thức kỷ luật thì pháp luật không cần thiết. Quan niệm đó đúng hay sai, tại sao? Đáp án: quan niệm đó không đúng, bởi vì pháp luật cần cho tất cả mọi người, kể cả người có ý thức tự giác thực hiện pháp luật và kỷ luật, bởi vì đó là những quy định để tạo ra sự thống nhất trong hoạt động, tạo ra hiệu quả, chất lượng của hoạt động xã hội. Bài số 3, sách giáo khoa trang 15. Câu hỏi: trong những buổi sinh hoạt đội có một số bạn đến chậm trễ. A. Chi đội trưởng nhắc nhở phê bình mấy bạn đó là thiếu kỷ luật đội. B. Các bạn nói trên đã giải thích lại rằng đội là hoàn toàn tự nguyện, tự giác, không thể coi đến chậm là thiếu kỷ luật. Em đồng tình với hành vi của chi đội trưởng hay quan niệm của các bạn đến chậm trễ, vì sao? Đáp án: em đồng tình với hành vi của chi đội trưởng, vì đội là một tổ chức xã hội có những quy định thống nhất để hành động. Đi họp chậm không có lý do chính đáng là thiếu kỷ luật đội. Bài số 4, trang 15, sách giáo khoa. Câu hỏi: tắc nghẽn giao thông ở một số thành phố lớn hiện nay do nhiều nguyên nhân. Có nguyên nhân nào liên quan đến ý thức của người tham gia giao thông không? Em thử nêu các biện pháp khắc phục. Đáp án: tắc nghẽn giao thông có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó nguyên nhân thuộc về ý thức của người tham gia giao thông, ví dụ như không đi đúng phần đường quy định, lạng lách, vượt ẩu, hoặc là chở những vật cồng kềnh, vân vân. Biện pháp khắc phục là mọi công dân cần phải chấp hành nghiêm túc luật an toàn giao thông và nhắc nhở nhau cùng thực hiện. Công an điều khiển giao thông phải thực hiện nghiêm minh đúng pháp luật về an toàn giao thông. Bài số 1, trang 59, sách giáo khoa. Câu hỏi: Bình là học sinh chậm tiến, Bình thường xuyên vi phạm nội quy của nhà trường như đi học muộn, không làm đủ bài tập, mất trật tự trong giờ học, đôi lần còn đánh nhau với các bạn trong trường. Theo em, ai có quyền xử lý những vi phạm của Bình? Căn cứ để xử lý các vi phạm đó, trong các hành vi trên của Bình, hành vi nào là hành vi phạm pháp luật? Đáp án: hành vi vi phạm kỷ luật của Bình như đi học muộn, không làm đủ bài tập, mất trật tự trong lớp, những hành vi đó do ban giám hiệu nhà trường xử lý. Hành vi đánh nhau với các bạn trong trường là hành vi vi phạm pháp luật. Căn cứ vào mức độ vi phạm và độ tuổi của Bình, cơ quan nhà nước sẽ có thẩm quyền, sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt thích đáng. Bài số 2, trang 24, sách giáo khoa. Câu hỏi: theo em, những biểu hiện nào sau đây là xây dựng nếp sống văn hóa và ngược lại, vì sao? Các gia đình giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trẻ em tụ tập ở quán xá, la cà ngoài đường, sinh đẻ có kế hoạch. Trẻ em đến tuổi đi học đều đến trường, tụ tập đánh bạc, hút chích ma túy, tổ chức cưới xin, ma chay linh đình, trồng cây ở đường làng ngõ xóm, tảo hôn, lấy vợ lấy chồng trước tuổi mà pháp luật quy định, tích cực đọc sách báo, làm vệ sinh đường phố, làng, xóm, chữa bệnh bằng cúng bái, bùa phép. Đáp án: những biểu hiện xây dựng nếp sống văn hóa là các gia đình giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, sinh đẻ có kế hoạch, trẻ em đến tuổi đi học đều đến trường, trồng cây ở đường làng ngõ xóm, tích cực đọc sách báo, làm vệ sinh đường phố, làng xóm. Những biểu hiện không xây dựng nếp sống văn hóa là những câu:
Trẻ em tụ tập ở quán xá la cà ngoài đường, tụ tập đánh bạc, hút chích ma túy, tổ chức cưới xin ma chay linh đình, chữa bệnh bằng cúng bái, bùa phép, tảo hôn, lấy vợ lấy chồng trước tuổi mà pháp luật quy định. Bài số 3, trang 25 sách giáo khoa. Câu hỏi: em có nhận xét gì về nếp sống văn hóa nơi gia đình em ở? Lấy một vài ví dụ về những việc mà theo em là góp phần xây dựng nếp sống văn hóa và ngược lại. Đáp án: nơi em ở là khu cư xá thuộc trung tâm thành phố. Các hộ gia đình đều được công nhận là gia đình văn hóa. Mọi người đoàn kết, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn, chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn, đồng viên nhau thực hiện nếp sống văn minh. Ví dụ như giữ vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi, không mê tín dị đoan, giữ gìn trật tự trị an trong khu phố, động viên con em thi đua học tốt, làm nghĩa vụ quân sự khi có lệnh nhập ngũ, không to tiếng với nhau khi có sự xích mích giữa các gia đình, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch. Lưu ý, khi làm bài kiểm tra, các em không viết tắt, trình bày sạch đẹp, rõ ràng, đọc kỹ đề bài trước khi làm, hiểu và xác định rõ được tình huống, câu hỏi thuộc phạm vi bài học nào. Chào tạm biệt các em, chúc các em thi tốt.